Nhắc đến Nepal, nhiều người nghĩ ngay đến những dãy núi tuyết hùng vĩ, những ngọn núi cao nhất thế giới đầy cám dỗ đã thu hút hàng nghìn người với khát khao chinh phục giới hạn của bản thân. Có nhiều người đã phải bỏ lại tính mạng và cũng có nhiều người đã chinh phục được đỉnh vinh quang. Nào, hãy cùng khách mời của nhật ký hành trình tuần này, người vừa trở về sau chuyến hành trình chinh phục Himalaya, chia sẻ về trải nghiệm đáng nhớ này nha. Xin chào khán giả của chương trình Nhật ký hành trình. Mình là Đặng Huy và hiện tại mình đang kinh doanh tự do. Sở thích của mình là đi du lịch và chụp ảnh. Vừa qua thì mình có một chuyến du lịch tại Nepal và mình check-in tại Himalaya. Thì hôm nay mình rất là vui mừng để chia sẻ cho các bạn về nhật ký hành trình của mình. Khách mời của nhật ký hành trình tuần này là Đặng Huy, một designer yêu thích du lịch và thử thách bản thân. Vừa đánh dấu tuổi trẻ của bản thân bằng chuyến đi kéo dài tận 19 ngày tại Himalaya. Chắc chắn anh Huy đang rất nóng lòng muốn chia sẻ nhật ký hành trình của mình đến các bạn rồi đây. Himalaya là một cái dãy núi mà mình từ trước tới giờ thì mình chỉ được xem qua TV thôi. Và những cái video clip của Discovery thì mình rất là yêu thích du lịch và đặc biệt là du lịch mạo hiểm. Chính vì vậy mà mình đã chọn Himalaya là một cái điểm đến vào một cái thời điểm thích hợp. Himalaya là tên gọi một hệ thống núi hùng vĩ ở châu Á, phân chia tiểu lục địa Ấn Độ khỏi cao nguyên Tây Tạng, là dãy núi cao nhất thế giới, bao gồm cả đỉnh Everest cao 8.848m. Dãy Himalaya trải khắp 7 quốc gia: Bhutan, Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal, Pakistan, Myanmar và Afghanistan. Trong đó, đất nước Nepal nằm trọn trong dãy Himalaya, tập trung nhiều địa điểm trekking đẹp như Everest Base Camp, Annapurna Circuit, đèo Thorong La Pass, Annapurna Base Camp. Trong chuyến hành trình của mình, anh Đặng Huy đã chọn cung đường Annapurna Base Camp để chinh phục. Đây là một trong những cung đường đẹp nhất thế giới, đi qua các làng nhiều màu sắc và có Base Camp ngoạn mục nhất Nepal. Thì mặt bên ngoài thì đối với những bạn check-in mà mình đi gặp trên đường thì họ thường bận những cái đồ chống thấm nước hoặc là những vải dù. Một kinh nghiệm cho các bạn là khi mà nếu mà các bạn chọn những cái chất liệu mà nó nặng hơn vải dù thì các bạn nên chọn nó có một pha một chút thun để mà các bạn có thể dễ dàng di chuyển và dễ dàng cử động trong quá trình mà mình check-in đi trên núi. Khi mà mình leo Himalaya với một cái cung đường rất là trắc trở và một số đoạn thì chúng ta sẽ đi trên băng, chính vì vậy đôi giày nó rất là quan trọng. Mình phải chọn một đôi giày tương đối là tốt và có đế chống trơn trượt và đôi giày chống nước để mà chúng ta có thể thoải mái đi lại trong cái chuyến hành trình của mình. Và một kinh nghiệm mình nghĩ tốt cho cái việc trekking trên cung đường Himalaya là các bạn nên mua những đôi giày lớn hơn mình một size. Tại vì khi mà các bạn lên độ cao thì chúng ta phải mang nhiều vớ, và vớ của mình là vớ giày. Nên là mình nên mua một đôi giày lớn hơn một size để mà khi mà chúng ta mang tất vào thì vẫn vừa vặn và rất là êm cho chúng ta đi. Từ Việt Nam sang Nepal thì có rất là nhiều hãng bay. Thì mình đã chọn Malaysia Airlines với cái giá thành nó cũng tương đối là hợp lý. Cái chuyến bay của mình sẽ quá cảnh tại Kuala Lumpur. Thì khi mà sang Nepal thì chúng ta sẽ bay sang sân bay tại thủ đô Kathmandu. Và từ đó chúng ta sẽ đi xe bus đến chân núi Annapurna Base Camp và chuẩn bị bắt đầu chuyến hành trình. Với cung đường 12 ngày tại Annapurna Base Camp thì mỗi ngày thì mình sẽ di chuyển đến một ngôi làng và nghỉ đêm tại đó. Thì đầu tiên thì mình sẽ di chuyển vào Jagat và nghỉ đêm tại Jagat. Thì sáng hôm sau mình rời đi thì mình sẽ đi đến Harabani và tiếp tục đến Chem và Bisan. Thì đầu tiên thì từ Jagat đến Harabani là một cái đoạn đường tương đối là dễ dàng. Nó giống như là một cái quãng đường mà cho mình làm quen với lại cái việc mà mình thay đổi độ cao và thay đổi khí hậu ở Annapurna Base Camp. Tuy nhiên mà mình di chuyển từ Jagat đến Harabani tầm khoảng 8 tiếng, một quãng đường khá là dài. 4 ngày đầu tiên của chuyến hành trình trekking Annapurna Base Camp, anh Đặng Huy chia sẻ đoạn đường tuy dốc và quanh co nhưng tương đối dễ đi. Có thể xem đó là giai đoạn khởi động.
bởi đoạn đường từ Sam lên đến Pisang với độ cao 3.100m. Không khí đã bắt đầu lạnh và đường đã dần khó đi hơn. Pisang là một thị trấn tương đối lớn và nó bao gồm hai Pisang, thì một là Old Pisang, hai là New Pisang. Nó ngăn cách nhau bởi một con sông có tên gọi là Masandi. Thì phía bên này sẽ là Old Pisang, là cái ngôi làng cổ. Còn bên này là New Pisang thì nó đã du lịch hóa và xây dựng nó có tươi mới hơn. Nhưng mà tại Old Pisang thì có một đặc biệt là chúng ta sẽ nhìn được toàn cảnh những cái đỉnh núi tuyết bao quanh. Thì đặc biệt nơi đây có một cái tảng núi, gọi là tảng núi phẳng, và được tuyết bao phủ toàn bộ bề mặt luôn. Khi mà mình nhìn vào thì nó giống như là một tấm gương vậy đó. Cái đỉnh núi và trời nó như là hòa quyện vào nhau. Hành trình trekking từ Pisang đến Manang kéo dài 6 tiếng đồng hồ. Đoạn đường này đã bắt đầu dốc, có lúc phải di chuyển qua cầu treo. Cái đoạn đường đi trekking từ Pisang đến Manang thì chúng ta sẽ đi qua một số khu rừng rậm, là những khu rừng thông. Và bắt đầu từ đây thì chúng ta sẽ vượt qua một số cái con dốc và gọi là dốc chồng dốc. Có một số con dốc mà thực sự là rất là nguy hiểm. Một bên là núi và một bên là vực thẳm. Và cái con đường nó tầm nó vào khoảng 1 mét. Chỉ cần chúng ta lơ là hoặc là mệt mỏi một tí xíu là chúng ta sẽ có thể gây nguy hiểm cho mình. Manang là thị trấn lớn, nơi tiếp cận gần nhất với đỉnh Annapurna, một trong 10 đỉnh núi cao nhất dãy Himalaya. Trong cung đường trekking Annapurna Base Camp, hầu hết các trekker sẽ chọn ở lại Manang 2 ngày để giặt giũ, nghỉ ngơi và có thời gian làm quen với nhiệt độ giảm dần và độ cao tăng dần để tiếp tục cho những ngày trekking sắp tới. Chính ở đây thì mình đã gần hơn với tuyết, và lần đầu tiên là mình chạm vào tuyết tại Manang này. Thì tại cái sườn núi này thì mình đã nhìn được một cái khung cảnh thật sự là hùng vĩ, khung cảnh bao la rộng lớn, và xung quanh mình, toàn bộ xung quanh mình là những dãy núi bao phủ bởi tuyết. Ngày thứ 6 của chuyến hành trình, anh Huy bắt đầu trekking từ Manang lên Yakarta. Khi mà lên đến Yakarta thì trời khá là lạnh, mặc dù là nắng rất là gắt, nhưng mà không khí bắt đầu loãng hơn và khí hậu bắt đầu lạnh dần. Thì nhiệt độ ban ngày ở đây rơi vào khoảng 2 độ C và ban đêm thì rơi vào tầm khoảng âm 10 độ. Và điểm đặc biệt nữa là mình đi vào cái ngày trăng tròn nên là ban đêm ở đây cực kỳ đẹp. Từ Yakarta, Đặng Huy bắt đầu trekking đến Thorong Fadi với độ cao 4.450m. Đấy là cung đường khá nguy hiểm theo lời anh Huy chia sẻ. Tuy nhiên, thay vì nghỉ đêm tại Thorong Fadi, nhiều hướng dẫn viên với kinh nghiệm trekking của mình sẽ hướng dẫn bạn cố gắng thêm một chút nữa để đi đến Hai Kem với độ cao là 4.850m. Từ điểm này, đích đến đã ngày một gần hơn. Từ Thorong Fadi mà lên Hai Kem thì rơi vào tầm khoảng 400-450m. Thì cái đoạn đường này thì khá là dốc, gọi là dốc chồng dốc và chồng dốc. Cảm giác ngày hôm đó nó rất là khó khăn, tại vì có 450m thôi nhưng mà mình di chuyển tầm khoảng đến 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi mới lên được Hai Kem. Có một số đoạn thì mình đi trên những cái đoạn đường mà đóng băng và nước thì nó vẫn còn chảy và nhiệt độ bắt đầu giảm dần. Và gió rất là mạnh, đeo ba lô nặng và đi trên một cái con dốc rất là dốc như vậy thì cũng khiến cho mình gọi là hơi sợ một tí xíu. Đó là cảm giác sợ đầu tiên trên cái cung đường mấy ngày mình trải qua. Từ Hai Kem mình sẽ leo lên được một con dốc tầm khoảng 100m thôi. Thì cái đỉnh dốc này là tập hợp những cái chõm đá mà người dân địa phương người ta xếp lên để cầu nguyện. Và từ đây thì mình có thể nhìn được bao trọn gọi là Himalaya. Cái vẻ đẹp mà làm cho mình ngỡ ngàng nhất là khi mà mình ngồi ở cái đỉnh đồi đó và mình theo dõi những đỉnh núi, những dãy núi sẽ bắt đầu hiện dần ra sau những đám mây hơi nước mà từ cái núi tuyết nó bốc ra. Thì gọi là một cái cảm giác mà có thể là sẽ khó quên trong cuộc đời của mỗi người khi mà tham gia cái chuyến trekking của mình. Sau một đêm lạnh buốt ở Hai Kem, Đặng Huy bắt đầu chuyến hành trình vượt đèo Thorong La Pass vào 4 giờ sáng. Đường từ Hai Kem đến Thorong La Pass là một màu trắng xóa tuyết, không thể phân biệt được đâu là đường, đâu là vực thẳm. Chỉ thấy một lối đi vừa đủ hai bàn chân, nhìn xa mong manh như sợi chỉ ở lưng chừng núi tuyết, bên dưới là vực sâu hun hút.
Mình cùng một số bạn trekker thì leo lên đến đỉnh Thorong Labas vào tầm khoảng 9 giờ. Mình thì khá là khỏe nên là cũng vượt qua cái chặng đường gian nan, thấy rất là vui. Và khi mà leo lên đến đỉnh đèo thì thực sự là cảm giác của riêng mình thôi thì rất là hạnh phúc. Tuy nhiên là cái điều mà khiến mình hạnh phúc hơn là nhìn một số bạn trekker khác ôm nhau khóc vì họ cũng vất vả để vượt qua được cái con đường từ Haikem lên đến Thorong La này. Từ đỉnh đèo Thorong Labas thì mình sẽ nhìn được một cái dãy núi Holagini. Thì mình sẽ nhìn được trọn vẹn cái dãy núi luôn, tại vì tầm nhìn nó rất là xa và rất là trong, nên là mình nhìn được khá là đầy đủ. Những đỉnh núi được bao phủ bằng tuyết và nó trải dài, thì một cái cảnh quan cũng khá là ấn tượng trên cái đỉnh đèo Thorong Labas này. Mình chỉ nán lại ở đỉnh Thorong Labas khoảng tầm 30 phút và cũng bắt đầu đi xuống. Tại vì khí hậu ở cái đỉnh đèo Thorong Labas này thì nó rất là dễ dàng thay đổi. Nếu như mà thời tiết mà biến chuyển xấu đi thì mình sẽ rất là khó khăn cho cái việc mà mình đi xuống. Chặng đường trekking leo lên đỉnh Thorong Labas đã là một chặng đường rất khó khăn và nguy hiểm. Tuy nhiên, quá trình xuống núi cũng không mấy dễ dàng đâu nha. Từ đỉnh Thorong Labas xuống Mutinat, bạn không được phép chạy mà phải đi thật chậm xuống dốc, bởi nếu chạy, sự thay đổi áp suất và nhiệt độ đột ngột sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của bạn đấy. Từ Mutinat, nhiều trekker khác sẽ chọn di chuyển bằng xe jeep đến Chom Som. Riêng Đặng Huy, anh chàng vẫn tiếp tục trekking ở cung đường này. Sau khi đến Chom Som, sau 10 tiếng trekking, anh nghỉ lại qua đêm ở đây. Sáng ngày thứ 13 của chuyến hành trình, anh Huy sẽ di chuyển xuống Pokhara, sau đó bay về Việt Nam. Pokhara là một thành phố lớn của Nepal, cách Chom Som khoảng 1 giờ bay. Tuy nhiên, do trục trặc kỹ thuật, các chuyến bay của anh Huy đều bị hủy, buộc lòng anh phải đi bằng xe jeep để trở về. Từ Chom Som về Pokhara, đường đi rất là nguy hiểm. Cái người lái xe thì họ lái bằng một tay thôi, còn một tay còn lại của họ phải vịn vào cái tay cửa vì cái đường rất là dằn. Và một bên là vực, một bên là sườn núi. Và đường rất là quanh co. Và qua mỗi đoạn cua thì phải thực sự nói là tay lái phải rất là vững vàng mới điều khiển được. Và chỉ cần sơ sẩy thôi là nguyên cả chiếc xe sẽ lao xuống vực. May mắn là mình đã về được Pokhara an toàn. Trên cái đường đi thì mình có một cái nhìn mới hơn về cái Annapurna Base Camp. Một cái cung mà mình đi từ Jagat đi đến đỉnh Thorong Labas là một cái cung rất là khắc nghiệt. Tuy nhiên từ Chom Som về Pokhara khi mà mình đi xe jeep thì mình cảm nhận được là một khu vực màu mỡ hơn, tươi mới hơn, với những cái mảnh đất màu mỡ, người ta trồng lương thực và hoa màu, và có những cánh rừng rậm và màu sắc rất là nổi bật, khá là thú vị. Thì vào cái ngày mà mình rời khỏi Kathmandu để quá cảnh tại Kuala Lumpur thì mình được xếp ngồi ngay cửa sổ. Trong đầu mình thì cũng chẳng nghĩ đây là một điều may mắn gì hết, cho đến khi mà máy bay bay ngang qua dãy Himalaya thì lúc đó mình cũng mới chợt nhìn ra ngoài cửa sổ và wow, tất cả mọi người trên máy bay đều nhốn nháo hết. Và cái cảnh tượng thực sự là khó tả. Dãy Himalaya rất là dài và nó hiện ra trên qua cái khung cửa sổ đó. Thực sự mà nói cảm giác của mình lúc đó của mình cũng không biết là như thế nào để mà diễn tả lại bây giờ cho các bạn hiểu nữa. Rất là vui, rất là hạnh phúc và mọi người trên máy bay cũng xốn sang. Ai mà ngồi phía bên kia thì cũng nhờ mình chụp hình. Thì mình cảm thấy nó cũng khá là vui. Và cái đó là một cái cảm giác mà có lẽ là mình khó quên nhất trong cái hành trình 19 ngày tại Nepal của mình. Tạm biệt anh Đặng Huy cùng với chuyến hành trình thú vị của anh. Chúc anh sẽ tiếp tục chinh phục thêm nhiều ngọn núi nữa trong tương lai. Và tuần sau, Nhật ký hành trình sẽ đưa bạn đến đất nước Pakistan, một trong những điểm nóng chiến tranh và bạo loạn. Tuy nhiên, mảnh đất này là ẩn chứa nhiều điều hấp dẫn đang chờ ta khám phá. Điều hấp dẫn đó là gì? Hãy đón xem Nhật ký hành trình vào thứ 3 tuần sau nha!